Và thành viên thứ hai đó là Yến Trang. Và thành viên cuối cùng cũng là một thành viên rất dễ thương những người trắng, đó là ai? Yến Nhi. Hey, hey, yeah, yeah, woo. Bây giờ chúng ta cùng đến với đội tiên chính hiệu, gồm có ai? Xin mời. Đội tiên chính hiệu sẽ xuất hiện đầu tiên, đó chính là nam ca sĩ Quang Vinh. Wow. Yeah. Và thành viên thứ hai của đội tiên chính hiệu đó chính là Lương Bích. Thành viên còn lại không ai khác là một nữ ca sĩ rất xinh đẹp, đó là ai? Nữ ca sĩ Thu Quế. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại gặp gỡ những ca sĩ, những khách mời mà các bạn rất yêu thích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Thế Giới Vô Nhộn được mang tên Hiệp Sĩ Tình Yêu. Và vòng đầu tiên này sẽ được mang tên Hiệp Sĩ Tình Yêu. Hai đội sẽ phân ra, một đội ném tạ, đội còn lại bưng bánh qua cầu. Ví dụ đây là đội 1, đội 2 được quyền ưu tiên, đội 2 đi trên. Khi cầm bánh qua cầu, các bạn không được ôm vào người, không được báo nó, chỉ được thế này. Ví dụ con nhanh lên, chạy đi đi con, rớt, thua. Những chiếc bánh lập lại là sẽ là những chiếc bánh các bạn cầm qua mà không dính vào người. Hey, quăng đi. Hey, về đây, đặt xuống. Âm, thắng. Bạn kia sẽ bắt đầu. Khi mà đặt cái bánh xuống đây thì bạn thứ hai mới được qua cầu. Các bạn hiểu chưa ạ? Chuẩn bị, quánh gì? Bên nào thua bên đó bưng bánh qua trước. Chuẩn bị. One, two, three. Một phút 30 giây. Bắt đầu. Đô. Chạy lên! Rồi, thua! Đó rồi! Bắt đầu qua lên! Ê! Thua lên! Ê! Thua lên! Ba cái không hợp lệ! Thua lên! Ê! Chạy! Nhanh lên! Hay quá! Lẹ lên! Không, nhanh lẹ lên! Hay quá. Không đỡ mọi người. Hey. Hay quá. Chạy. Hay quá. Trời ơi. Bắt tội chi nhiều vậy? Lên. Lẹ lên. Hey. Không được. Hey. Đội mây trắng hay quá, để ta mang đóng bánh ăn hiện chỉ nó mập ú vậy. Trời bây giờ ơi. Chúng ta hãy cùng nhau đếm bánh nhé. 27 và 28. Và bây giờ, một phút dành cho mây trắng bắt đầu. Cố lên! Nhanh lên! Không được, giữ tay rồi. Người này qua là người kia mới được qua, không được. Không hợp lệ. Qua luôn. Hay quá. Không hợp lệ. Hay quá. Cố lên.
rồi chưa? Haja. Trời ơi. Vậy là trong trò chơi này, phần thắng nghiêng về đội của nam ca sĩ Quang Vân. Và kính thưa các bạn, chúng ta sẽ dành đến phút nghỉ giải lao trước khi bước vào vòng 2 của chương trình Thế Giới Vui Nhộn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại vòng 2 của chương trình Thế Giới Vui Nhộn. Vòng 2 của chương trình mang tên Quay Cùng Quay. Và luật chơi rất đơn giản, hai đội chơi hãy chú ý. Mỗi đội sẽ cử ra từng thành viên và các bạn phải đưa đầu vào cái đầu ống đĩa này. Và các bạn phải thực hiện 8 vòng quay.
Sau khi các bạn quay hết 8 vòng thì tiến thẳng lên trên cái bàn này. Bằng mọi cách sẽ rất chóng mặt. Và các bạn phải tìm trên này, tìm cho được chai nước nào có nước. Và các bạn uống cho hết chai nước đó. Uống cho hết chai nước. Người bên nào uống xong thì người tiếp theo của đội mới có quyền bắt đầu quay. Và sau 3 lượt, đội bên nào uống xong hết số nước của mình thì đội bên đó sẽ là đội chiến thắng. Và bây giờ cuộc thi xin được phép bắt đầu. Đưa đầu vô, đưa đầu vô, đưa đầu vô. 2 vòng, đưa đầu vô đầu tỉa. 3 vòng, 3 vòng, 4, 6, 7, 10 vòng mà. Được. Rồi, đi đi, đi lên, đi lên. Rồi, rồi. Rồi bên này, rồi bên này. Đi lên, chai nước nó lên. Ôi, đi lên, uống đi lên. Chai nước nó lên. Ôi, đi lên, uống đi lên. Chai nước nó lên. Ôi, đi lên, uống đi lên. Bên đây, bên đây. Lẹ lên. Uống hết đi. Uống cho hết, uống hết đi. Uống hết, uống hết. Uống hết, uống hết. Lẹ lên, lẹ lên. Uống hết, uống lẹ lên. Uống cho hồng. Lẹ lên. Lẹ lên. 3 lên, 3 lên, 4 lên, 5 5 6 3 7 4 100 nữa, 100 nữa. 8 6 đi, đi, đâu, đi, đâu. 7 8 rồi, rồi. Lên lên. Ủa chưa hết, ủa chưa hết, ủa lên, ủa hết, ủa hết, ủa lên. Uống vô. Uống hết lên lên. Đây là uống được. Cố lên. Quay. Cố lên. 1 vòng. 2 vòng. 3 vòng. 4 5 6 7 8 7 8 rồi. Cố lên. Chân lên, chân lên, chân lên, chân lên, yeah! Và bây giờ, chúng tôi xin tuyên bố đội thắng cuộc là đội của nam ca sĩ Hoàng Dinh. Trước khi đến với vòng 3 chương trình, chúng ta sẽ nghe phút giải lao. Ngày xưa đó khi ta bên nhau rằng anh nói yêu em yêu muôn đời, mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly. Tình yêu kia tan theo làn mây, bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời. Bỏ lại đây riêng em xót thương cho mối duyên của chúng mình. Người sao anh nỡ đành lòng bước ra đi, để em luôn mong nhớ lệ nhỏ ướt hoen mi. Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất. Rồi đây em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh. Tìm về trong quá khứ kỷ niệm quá mong manh. Tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh. Anh nói yêu em yêu muôn đời,
mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly. Tình yêu kia tan theo làn bay, bay về nơi rất xa xa, nơi cuối trời. Mà lại đây riêng em xót thương cho mối duyên của chúng mình. Người sao anh đã đành lòng bước ra đi, để em luôn mong nhớ lệ nhỏ ướt hoen mi. Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui. Sẽ mang bóng anh quay về. Người sao anh đã bước ra đi, để em luôn mong nhớ anh. Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất. Rồi này em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh. Tìm về trong quá khứ kỷ niệm quá mong manh. Tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh. Bộ sản phẩm Fresh mới, gel thơm, nước hoa, xà bông dưỡng da, xà bông trái cây, nước hoa tuổi tiên Fresh, phong cách tiên chính hiệu. Xin chào mừng quý vị đến vòng 3 của chương trình Thế giới vui nhộn. Và vòng 3 sẽ có tên là Karaoke Massage Chân. Và Chí Hải sẽ nói luật chơi của vòng này cho hai đội cùng nắm rõ. Các bạn, từng đội sẽ lần lượt chơi và từng thành viên sẽ lần lượt ngồi vào cái ghế này. Và các bạn sẽ giới thiệu tên bài hát. Tên bài hát. Sau đó các bạn hát, vừa hát thì chuyên viên massage Vương Khang sẽ massage chân cho các bạn một cách rất là thoải mái. Và chúng ta sẽ cùng lấy kết quả quảnh tù tì để xem đội nào phải lên bàn này trước. Lại là Yến Trang và Lưu Bích Thủ. Bắt đầu quảnh tù xì. Yeah, đội Bích Thủ lên trước. Hey, vỗ tay bạn ơi. Na 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 na. Oh. Chuẩn bị. Na 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 na. Một ngày thật vui xôn xao, một trận tình đây đây. Tiếp tục. Thật ra được báo nhé. Chưa ai ra mà, chưa không ai ra mà sao lại ra trước rồi. Tay một câu người yêu khẽ nói, sống vui với anh trọn đời. Ai vô ai vô. Em đôi yên có tin làm sao qua bệnh. Ai vô ai vô. Ai vô ai vô. Đã cho chị đến sau hát to lên. 30 giây à. Hát to lên. Bố ra đó bạn ơi. Tức nghĩa là đồng hồ này chỉ tính thời gian khi mà hát thôi các bạn. Ây da ây da, à ha, ây da ây da, ô hô. Na na, na na, na na na. Một ngày thật vui xôn xao, một chân tình đây đây sao. Thật ra được bao nhiêu lâu ngày anh và em quên biết nhau. Và bây giờ nghe trong tai một câu yêu khẽ nói. Sống anh trọn đời nhé em. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, hết giờ. Hát cho mới cười nha. Bởi vì khi yêu ai có hay tình yêu rồi sẽ
yeah. Hút và wow. Giờ hết những gì và ngày đó không bên nhau. Tại sao khi con nếu nay mong người rời đừng rời đất nước ta. Anh không quay về đây lời nào. 30 giây đầu tiên. Ngày xưa đó khi ta bên nhau ngang ngang như như anh ngày sao quên bao giờ anh chung bước với ai. Nhìn anh thấy thế nào. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Hô, hey, hô, hey, thẳng chân ra. Tình yêu tìm thấy từ trong lòng đấy, đáy lòng. Dẫu cứ cho rằng nơi chốn nào tìm em bên mong đi chờ, vẫn thấy con đường xa tiếng cũ tìm em phải hôn lá. Ôi, 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 ôi. Đã tắt ra vừa lên cuối đường, bỏ quên con tìm héo mộng. Cứ mãi đi tìm nhau thế thôi, để cho ai mà nhung nhớ. Và rồi tìm thấy nhau, tình yêu sao gỡ gạt. Đêm về chợt nghe lòng thao thức. Vì yêu mây như say, vì yêu mây như mơ. Mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trọn đời bên em. Mấy phút rồi ạ? 46. 46 phút mà, bạn còn 15 giây nữa. Cố gắng lên. Đồng hồ chỉ tính là khi hát thôi. Cứ trôi dần nơi chốn nào tìm em mênh mông biển trời, vẫn thấy con đường dài. Câu lời là 10 giây thôi. 10 giây cuối. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Wow. Em chỉ mong gặp anh để nghe tiếng anh mà thôi. Người ơi, sao anh chẳng hiểu cho em. Wow. Người muốn ngắm sao trời bay, người thầm ước ao giờ đây. Chốn ai kia đừng than đừng trách em nhiều. Giờ còn mỗi em còn yêu, chìm trong nhớ nhung buồn. Xin mời máy massage chuyển qua chế độ 2. Con tim anh nhân tâm hay sao? Có những câu nói dài và chuyển qua chế độ 3. Hãy mở hết cỡ đi nào. Người em mượn ghen cũng chỉ cho anh, tại vì anh đừng làm tim em hãy lo sợ thôi. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Ngày anh tới hay chẳng khi chờ trông thấy anh, lòng em cứ nghĩ suy về người. Một chàng trai ngây ngô và giọng nói ấm êm làm tim em giờ đây không yên. Từng ngày trôi quá mau em. Coi chừng lọt ghế, coi chừng lọt ghế. Cô bé kia. Thầy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Thầy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Nhưng không bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh. Để khi anh lỡ vào trong mơ. Đang ghét anh ghê sao em lại nhớ anh. Đang ghét anh ghê sao em lại yêu anh. Chẳng yêu cho em mà lại cứ đùa với ai. Để khi ta từ đang nhạc là 3, 2, 1, hơ!
Lộn hướng. Yeah. Hát đi Trang ơi. Ô lộn. Để ngày hôm nay sao nhìn nhau quá chua cay. Quỳnh Hiên ngồi lên cà phê vắng nhớ anh nói sao nói lên lại. Thôi rồi ta bye 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 nha. Sao không phải rõ gì nè. Từ một người thôi cho nên em mới nói rồi. Thật ra thì không ngồi ai muốn gì nè. Bây giờ ta bao giờ thì thôi em phải cây đau chấp nhận. Em mới không trả lời được. 30 giây trôi qua. Đổi giọng luôn, đổi giọng luôn rồi bạn ơi. Tiếp tục. Bỏ mặc em rơi trên này, mà người anh tình yêu có đâu mà. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, bốn, go. Và kính thưa quý vị các bạn, trong phần thi vừa rồi thì tuy rằng nhóm bên ca sĩ Lương Hữu Quang Vinh và Thu Thủy hát đều hơn, nhưng mà được bên đây nữ ca sĩ Yến Trang đã kéo lại 100% hát. Do vậy vòng thi này phần chiến thắng thuộc về nhóm Mây Trắng. Và tỷ số bây giờ là 2-1. Và trước khi đến với vòng cuối cùng của chương trình, chúng ta sẽ nghe phút giải lao. Qua khi gọi phone sao em không nghe phone của anh, cho phone cứ kêu hồi lâu. Em đi đâu, em hay chăng anh đang lo âu, nhưng lâu không hề nghe một câu từ em yêu. Hôm qua cơn mưa kia làm thêm chờ mong, đến hôm nay buồn em lang thang anh lê đôi chân đi, nhưng đâu đây trong lòng anh mong phone em, mong nghe đôi câu tại sao em xa anh nên người không hề mong chờ tin anh, nên thôi anh ra đi vì ai, vì ai. Giữa lúc tình yêu thương kia dần phai mỗi mòn, nụ cười hôm qua giờ là hờn ghen nhau tan vỡ. Có phải đến đây còn tìm người như giá lạnh, bỏ lại sau lưng chỉ còn mình anh ôm nỗi nhớ. Thế cớ sao người còn mong đợi chi nơi tình anh? Vì sao vẫn buồn đứng bên anh cho anh thêm đau? Oh yeah. Bây giờ biết được không chỉ tới anh, em quên sao? Có phải em đang muốn nhìn trên tình mình khóc suốt đêm? Oh. Người thật anh lùng bỏ lại mình anh trong cơn giông, cho cơn mưa tuôn trên vai anh, nay anh chỉ biết ôm bao giấc mơ. Cơn mưa nào lạc đường chân bước nhé, đừng về còn dài còn nhiều niềm đau đang theo anh. Để đôi chân kia đi trong mưa, nay anh nhận hết bao nhiêu nước mắt. Từ một tình yêu đơn phương nhìn lại chỉ còn một mình anh. Hôm qua khi gọi phone sao em không nghe phone của anh, cho phone cứ kêu hồi lâu. Em đi đâu, em hay chăng anh đang lo âu, nhưng lâu không hề nghe một câu từ em yêu. Hôm qua cơn mưa kia làm thêm chờ mong, đến hôm nay buồn em lang thang anh lê đôi chân đi, nhưng đâu đây trong lòng anh mong phone em, mong nghe đôi câu tại sao em xa anh nên người không hề mong chờ tin anh, nên thôi anh ra đi vì ai, vì ai. Giữa lúc tình yêu thương kia dần phai mỗi mòn, nụ cười hôm qua giờ là hờn ghen nhau tan vỡ. Có phải đến đây còn tìm người như giá lạnh, bỏ lại sau lưng chỉ còn mình anh ôm nỗi nhớ. Thế cớ sao người còn mong đợi chi nơi tình anh? Vì sao vẫn buồn đứng bên anh cho anh thêm đau? Oh yeah. Bây giờ biết được không chỉ tới anh, em quên sao? Có phải em đang muốn nhìn trên tình mình khóc suốt đêm? Oh. Người thật anh lùng bỏ lại mình anh trong cơn giông, cho cơn mưa tuôn trên vai anh, nay anh chỉ biết ôm bao giấc mơ. Cơn mưa nào lạc đường chân bước nhé, đừng về còn dài còn nhiều niềm đau đang theo anh. Để đôi chân kia đi trong mưa, nay anh nhận hết bao nhiêu nước mắt. Từ một tình yêu đơn phương nhìn lại chỉ còn một mình anh. Người anh lùng bỏ lại mình anh trong cơn giông, cho cơn mưa tuôn trên vai anh, nay anh chỉ biết ôm bao giấc mơ. Cơn mưa nào lạc đường chân bước nhé,
đứng với con dài còn nhiều niềm đau đang theo anh để đôi chân kia đi trong mưa nay anh nhận hết bao nhiêu nước mắt tiếng một tình yêu đơn phương nhìn lại chỉ còn một mình anh. Chào mừng các bạn cùng đến với vòng 4 của chương trình Thế Giới Vui Nhộn. Kính thưa quý vị và các bạn, vòng 4 này là một vòng chơi hết sức căng thẳng. Bởi vì sao? Các bạn phải trả lời liệt kê những bài hát, những gì có liên quan tới âm nhạc, sao cho cái bóng trên đầu không kịp nổ hết. Nếu các bạn trả lời liệt kê không đủ, tất cả các bóng trên đầu nổ, đồng nghĩa chúng ta sẽ là người thua cuộc trong câu hỏi đó. Và bây giờ với đội thứ nhất, đội phong cách của nhóm Mây Trắng. Các bạn hãy chú ý con số 5. Hãy liệt kê tên 5 bài hát mà tôi đề có chữ có. Bắt đầu. Con bé bé. Bé. Có. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho đội của nam ca sĩ Quang Vinh, Tiền Chính Hiệu. Các bạn hãy kể tên 5 ca khúc mà trong đó tựa đề bài hát có chữ không. Không phải em. Xin chúc mừng đội bạn được chiến thắng câu hỏi đây. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai dành cho đội Mây Trắng. Bây giờ các bạn sẽ liệt kê tên 5 bài hát trong đó có nhắc tới con vật. Con cò bé bé. Chỉ có con trẻ. Ba rồi. Con chim đất đá. Con chim đất đá. Con chim đất đá. Các bạn thân mến, vậy là sau 4 vòng thi đấu, chúng ta đã có một kết quả tuyệt đối 3-1 nghiêng về phía của đội nam ca sĩ Quang Vinh. Và dĩ nhiên, phần thưởng của họ chính là số tiền 6 triệu đồng. Và Mây Trắng ở đội về nhì cũng sẽ có một phần thưởng 3 triệu đồng. Không những vậy các bạn, họ còn có những món quà rất tin từ chương trình. Đó là 6 ô số may mắn. Các bạn sẽ lần lượt bốc những con số ở đây và chọn những món quà ngẫu nhiên. Rất dễ thương, rất tin nè. Xin mời đội Mây Trắng đội về nhì, chúng ta có quyền chọn trước ạ. Yến Trang, số mấy cũng được. Số 6. Số 6 là bộ sản phẩm chăm sóc da từ Sika trị giá 1 triệu đồng. Xin mời Hồng Châu ạ. À, Hồng Châu chọn số mấy ạ? Số 2 là một phiếu quà tặng của thời trang nem trị giá 1 triệu đồng. Xin mời Yến Nhi ạ. Số 1 là một bộ sản phẩm dưỡng thể Han Than trị giá 500 ngàn đồng. Và tiếp theo xin mời đội thắng cuộc là đội của nam sĩ Quang Vinh chọn những con số may mắn cho mình ạ. Số 5 là phần quà từ nhãn hiệu nước tinh khiết Aquafina trị giá 500 ngàn đồng. Đến ca sĩ Thu Thủy ạ, bạn chọn con số mấy ạ? Số 4 là phiếu quà tặng từ nhãn hiệu giày Su trị giá 389 ngàn đồng. Còn nữ ca sĩ Lưu Bích Thủ, khỏi chọn cũng biết. Số 3 là một phiếu chăm sóc da từ Spa Laboutique trị giá 500 ngàn đồng, địa chỉ 64A Trương Định. Đó là những phần thưởng thật dễ thương, thật tin dành cho những ca sĩ chúng ta yêu mến. Và không những ca sĩ có những món quà, và ngay cả khán giả các bạn cũng có những món quà rất là thú vị của chương trình. Các bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây. Nhóm Mây Trắng có ngày sinh nhật là ngày mấy? Các bạn hãy cho biết sinh nhật của nhóm Mây Trắng là ngày mấy. Các bạn sẽ vào trang web www.phongcachtuitin.com.vn để trả lời và nhận được những phần quà thật hấp dẫn từ chương trình. Và đến đây chúng tôi rất cảm ơn nhà tài trợ nước hoa dành cho tụi tin Fresh và đã mang đến chúng tôi chương trình như thế này. Và xin được hẹn gặp lại các bạn vào lúc 13 giờ 15 phút trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 cùng với chương trình Thế Giới Vui Nhộn. Nước hoa tụi tin Fresh, phong cách tin chính hiệu. Hai nhà đoàn tùy, ân tình cao bằng non, oán thù sâu tợ biển, uẩn khúc ngày một chất chồng. Thương trường tranh đấu khốc liệt, tình trường sóng gió triền miên.
ân oán dài qua hai thế hệ, hiểu lầm biết gỡ rào ra. Chỉ cần Ngọc Phượng Hoàng, gia tộc Đoàn Thị vẫn bình yên trong biển lửa. Đón xem Phượng Hoàng trong biển lửa lúc 17h.